các bạn, mình là Good Dentist đây. Ngày hôm nay mình muốn giúp các bạn ghi nhớ chu trình grasp theo một cách đơn giản hơn mà mình đã thực hiện là khá là hiệu quả. Mình muốn chia sẻ là tất cả những kiến thức mà hiện tại mình đang có là từ những người thầy của mình, anh Google, và đặc biệt là kênh YouTube có tên Math Simplified. Mình rất là xin lỗi vì ở đây mình viết hơi sai một chút. Thì mình sẽ giúp bạn nhớ, thứ nhất đó là các cái chất tham gia vào chu trình này, và thứ hai là các enzyme. Thì các bạn đã biết là chu trình grasp có 8 phản ứng. 8 phản ứng ở giữa thì phải có 9 chất, đúng không nào? Mình sẽ cần nhớ 9 chất. Và chất đầu tiên các bạn có thể dễ dàng biết đó là acetyl-CoA. Nếu các bạn xem một số video nước ngoài thì họ có thể lấy chất đầu tiên là citrat. Nhưng mà mình sẽ nói theo cái thứ tự của giáo trình hóa sinh trường Đại học Hà Nội, thì nó sẽ là acetyl-CoA là chất đầu tiên. Acetyl-CoA thì dễ nhớ rồi. Và mình sẽ nhớ 8 cái chất tiếp theo. Thì mình sẽ dùng cái câu đó là "Can I keep selling Swiss for money, officer?" Tức là mình đọc nó hơi buồn cười một tí, tự mình cũng cảm thấy vậy. Tức là tôi có thể tiếp tục cái việc bán kẹo để kiếm tiền được không hả anh cảnh sát? Thì những cái chữ cái đầu này nó sẽ tương ứng với tên của các cái chất thôi: citrat, isocitrat, alpha ketoglutarat, succinyl-CoA, succinat, fumarat, malat và oxaloacetat. Và ở giữa chính cái chất này là 8 cái phản ứng từ 1 đến 8. Vậy thì xúc tác cho những cái phản ứng này là những enzyme nào? Thì các bạn có một câu đó là "So at disco, there will sit down five drinks." Sau khi mà ăn cái kẹo này thì con ác quỷ này nó đã như một cái hệ quả đó, nó đã điên lên hay làm sao đó, và nó đã uống tận 5.000 ly rượu. Không liên quan một chút đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ tạo được ấn tượng gì đấy với các bạn. Thì những cái enzyme tương ứng nó sẽ là như thế nào? Ở đây có hai cái enzyme đặc biệt mà các bạn phải nhớ, đó là cái enzyme bắt đầu bằng chữ A và enzyme bắt đầu bằng chữ S. Thì F thì cái phản ứng số 2 này nó sẽ là aconitase, và F thì nó sẽ là fumarase. Thì các bạn nhớ là cái fumarase này thì nó sẽ giúp tác cho phản ứng thứ 7. Tại sao mình nghĩ là cái chữ F nó cũng gần giống với số 7 ấy, nên là các bạn có thể lấy đấy là một cái cách. Còn cái này phản ứng số 2 thì dễ nhớ rồi đúng không nào? Cái phản ứng số 2 là cái phản ứng 2A và 2B, một cái phản ứng tách nước và một cái phản ứng hợp nước, thì nó đều sử dụng cái enzyme là aconitase này. Rồi tiếp theo là các cái enzyme, có hai enzyme mà bắt đầu bằng chữ S, thì các bạn nhớ đây, đây và đây. Ở phản ứng số 1 và phản ứng số 5 thì nó đều là những enzyme tổng hợp. Và ở phản ứng số 1 thì nó sẽ là synthase, tức là không cần ATP. Còn phản ứng số 5 thì nó sẽ là synthetase, tức là cần ATP. Còn 4 cái enzyme còn lại mà bắt đầu bằng chữ D thì nó là enzyme hóa khử, và đều có tên là dehydrogenase. Rồi tiếp theo, tên của enzyme thì như các bạn đã biết, đó là nó sẽ gồm tên cơ chất cộng với AS, hay là tên tác dụng cộng với AS, hoặc là tên cơ chất cộng tên tác dụng cộng với AS. Đôi khi thì nó sẽ là tên sản phẩm cộng với AS. Thì ở đây các bạn thấy là cái phản ứng đầu tiên nó tạo nên citrate, tức là citrate là sản phẩm, thì nó tổng hợp nên citrate, và cái enzyme này nó sẽ là citrate synthase. Cái thứ enzyme thứ ba là dehydrogenase, nhưng mà nó sử dụng cơ chất là isocitrate, nên là nó sẽ có tên là isocitrate dehydrogenase. Tương tự đối với enzyme thứ tư, nó sẽ là alpha ketoglutarat dehydrogenase, sử dụng cơ chất là alpha ketoglutarat. Đến enzyme thứ năm thì nó tổng hợp nên succinate, nhưng mà lại không giống như cái enzyme đầu tiên, nó lại lấy tên cơ chất đặt tên cho enzyme, thì nó sẽ đúng là succinyl-CoA synthetase. Tiếp theo là cái enzyme số 6 thì nó sử dụng cái cơ chất là succinate, vậy thì nó sẽ là succinate dehydrogenase. Enzyme số 7 là fumarase, và enzyme số 8 mình để cách lại để phần các bạn, để các bạn biết nó là enzyme nào nhỉ? 1, 2, 3, nó sẽ là malat dehydrogenase. Vậy thì các bạn thấy là ở cái chu trình grasp này thì các cái tên, các gọi tên enzyme nó đa số là sử dụng tên cơ chất cộng với tên tác dụng. Chỉ có duy nhất cái enzyme thứ nhất là nó lấy tên sản phẩm và tên tác dụng thôi. Thì bạn nhớ cái điều đó. Nó các bạn có thể nhìn lại một cách tổng quan các cái chất tham gia phản ứng và các cái enzyme, các cái phản ứng này. Tiếp theo thì mình muốn các bạn nhớ một chút thêm.